Cái yếu tố thứ tư về vi mô đấy là yếu tố về mặt gì ạ? Công nghệ. Những cái yếu tố này nó dập liên tục các bạn, và nếu chúng ta không có cái sức kháng cự lại thì chắc chắn là thua, chắc chắn là bị đào thải, chưa cần đối thủ đánh, chỉ mấy cái này đánh là đã thua rồi. Và thường là chúng ta sẽ thua ở những cái này trước, kể cả một con người, kể cả các bạn đang đi bán là bán cái gì ạ, bán sức lao động, các bạn cũng bị mấy cái này tác động. Bây giờ mà còn đem những cái văn hóa làng xã của mình ra để đi xin việc thì đi rồi, đúng không ạ? Chắc chắn là thua. Công nghệ đấy là yếu tố gì ạ? Yếu tố tăng cái năng suất lao động, vọt tăng vọt lên, nhưng chi phí ban đầu của nó sẽ gì? Rất cao. Vậy thì người nào đầu tư vào công nghệ sẽ có lợi thế là gì ạ? Tăng năng suất và nhanh, nhưng rủi ro là gì? Đầu tư cao. Được chưa ạ? Vậy thì cái ngành đó các bạn phải hiểu là nó có bị chi phối bởi công nghệ nhiều không? Nếu nó bị chi phối bởi công nghệ nhiều thì có nghĩa là gì ạ? Nếu công nghệ nó thay đổi liên tục, ví dụ như là ngành công nghệ thông tin chẳng hạn, ví dụ như là ngành phần mềm chúng ta mà là, hoặc là ngành làm web, các bạn thấy ngành đấy là ngành phụ thuộc hoàn toàn vào gì ạ? Vào công nghệ. Nhưng nếu công nghệ nó thay đổi thì có nghĩa là gì ạ? Thì doanh nghiệp của bạn phải có cái gì? Phải có cái năng lực thay đổi theo cái tác động của công nghệ đấy. Nhưng nếu không có thì sao? Nếu không có thì mặc nhiên bị đào thải. Thì dùng ra chưa? Thế nên tôi bảo là có phải là cái gì cũng phải đi theo công nghệ đâu. Tôi nói đơn giản như việc làm nông nghiệp ở Việt Nam, chúng ta nơi nền nông nghiệp có bị phụ thuộc vào công nghệ nhiều không? Nhiều. Nếu chúng ta theo cái công nghệ đấy thì chúng ta có thua không ạ? Đầu tư ban đầu cực kỳ lớn nhưng mà thua, bởi vì sao ạ? Nếu đi theo công nghệ nó sẽ mất những cái giá trị khác, mất môi trường, mất những cái giá trị khác. Được chưa ạ? Đấy là việc chọn lựa của chúng ta. Hình dung ra chưa? Thì cái đó là cái mà doanh nghiệp nó phải đỡ lại. Bây giờ một là tao theo, hai là gì ạ? Tao loại bỏ. Loại bỏ yếu tố mà công nghệ tác động. Được chưa? Ví dụ đi dạy học công nghệ thông tin là chúng ta quay như này để dạy, thì đây là bị tác động bởi công nghệ. Nhưng nhớ mày mà nó không có công nghệ thì sao? Thì chúng ta sẽ phải làm gì? Hiểu chưa? Thì đó là lựa chọn của doanh nghiệp khi tác động lại các yếu tố công nghệ. Được chưa? Cái yếu tố thứ 5 đấy là yếu tố về nhân khẩu học. Yếu tố này nghe khá là lạ nhưng nó cũng tác động rất là kinh khủng đến doanh nghiệp. Nhân khẩu học tức là nói đến gì ạ? Khách hàng và công chúng. Khi nói đến nhân khẩu học thay đổi có nghĩa là thế này này. Các bạn nghe từ nhân khẩu học các bạn sẽ hiểu là đấy là địa lý, đấy là gì ạ? Độ tuổi, giới tính, được chưa? Nhưng ngày xưa mà chúng ta thấy là các bà mẹ mà đi mua đồ bỉm sữa ấy, thì có khác với thời điểm bây giờ không ạ? Có khác nhiều không? Ví dụ giữa hai thế hệ, rồi con người cũng sẽ lớn lên, đúng không ạ? Nhưng mà giữa hai thế hệ giống kiểu 8X đi mua sữa với 9X mua sữa có khác nhau không? Khác nhau hoàn toàn. Đấy người ta gọi là yếu tố nhân khẩu học thay đổi. Khi họ thay đổi thì có nghĩa là nhu cầu, quan điểm, mọi thứ của họ sẽ thay đổi. Và nếu doanh nghiệp không đón được cái đó, vẫn dùng những cái cũ để làm, thì chắc chắn các bạn bị đào thải. Người ta gọi yếu tố này cũng gọi là yếu tố theo xu hướng. Các bạn nghe từ xu hướng. Hay người ta gọi là, nếu trong một số ngành người ta gọi là mốt. Dạ. Những người trưởng thành mà ở 9X có khác với những người trưởng thành 8X không? Quan điểm mọi thứ của họ khác hoàn toàn. Mặc dù đến thời điểm đấy là họ sẽ gì ạ? Họ sẽ có những nhu cầu đấy. Ví dụ 40 tuổi nhu cầu mua nhà không ạ? Ai cũng sẽ có nhu cầu mua nhà. Nhưng 9X sẽ mua nhà khác hoàn toàn với 8X. Về thế hệ 7X mà mua nhà ở Việt Nam, các bạn sẽ nghĩ là họ mua nhà gì? Mua nhà đất. Hiểu không ạ? Nhưng mà gì ạ? 9X thì sẽ mua gì? Mua chung cư. Hoặc là nếu mà 0X hay là vô ích, là thế hệ mà gì 2000 trở đi, họ sẽ không mua nữa mà họ sẽ chuyển sang gì ạ? Thuê. Các bạn hình dung không ạ? Thì đấy là các yếu tố nhân khẩu học, xu hướng. Mà nếu không nắm được cái này thì chắc chắn các bạn bị đào thải. 5 thằng rồi, thấy không? Làm doanh nghiệp mệt không?
Nếu không túm được những cái này, chắc chắn các bạn sẽ bị đào thải. Và yếu tố cuối cùng, đấy là yếu tố gì ạ? Nhớ không? Năm yếu tố về gì? Chính trị, công nghệ, văn hóa gì nữa? Hả? Dân số là nhân khẩu học rồi. Gì nữa? Hả? Chính xác. Yếu tố môi trường. Môi trường này các bạn ấy hiểu là môi trường tự nhiên đấy nhá. Yếu tố tự nhiên đấy. Yếu tố này là yếu tố mà chúng ta không thể gì ạ? Đoán trước được và cũng không thay đổi được. Hình dung ra chưa? Và yếu tố này gần như là yếu tố đầu tiên khi mà một doanh nghiệp vào một cái vùng nào đó mới để nghiên cứu, để làm thị trường, thì đây là yếu tố đầu tiên mà họ sẽ nghiên cứu. Các bạn hình dung là thế này. Yếu tố tự nhiên ấy, đôi khi nó tạo ra tính cách và nó tạo ra văn hóa đấy. Các bạn có hiểu cái đoạn đấy không? Ví dụ trời ở miền Bắc nó luôn gì ạ? À? Có bốn mùa. Có mùa rất lạnh và có mùa gì ạ? À? Rất nóng. Ví dụ ở các cái vùng núi cao ấy, nó rất là lạnh và mùa hè rất là nóng. Thì nó sẽ tạo ra tính cách của con người. Tại sao lại như thế? Các bạn có thấy người miền Nam người ta thoải mái hơn không? Tại sao? Bởi vì là họ ở trong miền Tây ấy, lúc nào nó cũng thế, nó mát mẻ. Nhưng mà người ngoài Bắc rất hay gắt gỏng. Tại sao ạ? Vì khí hậu nó khắc nghiệt. Được chưa? Chứ không phải là cũng phải là đôi khi cũng phải là do văn hóa gì đâu, nó khắc nghiệt quá. Mà trời đang nóng mà đang đi như này mà lên gặp một cái gì khó chịu, các bạn có khó chịu không? Là chửi ngay á. Cho nên là môi trường tự nhiên đôi khi nó tác động vào các cái yếu tố khác này, về văn hóa này. Hình dung ra chưa? Hoặc những cái ông nào làm về cơ sở vật chất, nhà máy, nhà xưởng, thì yếu tố tự nhiên này là yếu tố rất là kinh khủng. Ví dụ các bạn biết là một năm Việt Nam có bao nhiêu trận bão trung bình? 12. Năm nào cũng thế, trung bình 15. Có những mùa thì 13, thậm chí 14 cái trận. Thế thì các bạn hình dung là nếu mà không đo cái thống kê đấy mà các bạn làm một cái nhà xưởng mà nó không có khả năng chống bão thì có đi không ạ? Có cái ông nuôi cá ở Hải Dương ấy, nuôi trên cái sông Thầy ấy, mà các bạn biết chỉ cần đầu tư gần 10 tỷ nuôi cá chép giòn, cá chấm giòn ấy. Chỉ cần một trận bão, trận lũ đi qua cái là đi. Vì không tính đến cái yếu tố gì ạ? Tự nhiên. Các bạn thấy nhà bố mẹ mình mà làm nông ấy, là họ, các cụ có những cái kinh nghiệm là gì ạ? Tháng này thì trồng cái gì, đúng không ạ? Mùa này thì trồng cái gì. Tại sao ạ? Vì hiện tượng tự nhiên nó cứ lặp đi lặp lại và nó tác động như thế nên là bắt buộc. Ở miền Trung mà cứ đến tháng 8 mà các bạn trồng cái gì về những cái cây mà bò ấy, cây thân leo ấy, thì chắc chắn đi, bởi vì mùa đấy toàn mùa lũ. Nó chỉ cần nước, chỉ cần lên sấp một cái là nó trôi hết à. Thì nhưng mà chưa ạ? Cho nên yếu tố tự nhiên cũng là yếu tố mà các bạn phải tác động. Nếu như bán hàng online thì yếu tố tự nhiên nào quan trọng? Hả? Thời tiết, mưa, nắng đúng không? Để đi ship hàng, gì nữa? Mạng đúng không? Nếu không có mạng thì chết. Ví dụ như các yếu tố về cá mập cắn hay gì đó. Đúng không ạ? Đấy là yếu tố tự nhiên. Từ tháng 6 đến tháng 9 này thì có thể ở Việt Nam sẽ bị mất mạng nhiều. Được chưa? Và nếu mà không biết được cái thông tin đấy, các bạn không làm chuẩn bị trước, thì chắc chắn là lúc đấy kinh doanh sẽ gặp vấn đề. Hình dung ra chưa? Hoặc là kinh doanh bằng điện thoại mà các bạn thấy là có những cái yếu tố tự nhiên, yếu tố về gì ạ? Nó tác động đến đường mạng hay là gì? Sóng. Thì chắc chắn các bạn không vào được cái thị trường đấy. Được chưa? Tại sao ở những cái vùng núi mà Viettel muốn vào thì họ phải cải thiện cái thiên nhiên trước. Được chưa? Họ phải vào đấy, họ phải làm gì? Phá rừng, phá rú trước. Vì ở đó không đặt cột sóng được. Thì hiểu chưa? Còn ở Nhật thì các bạn biết rồi, cứ một ngày trung bình bao nhiêu động đất đấy, đúng không nhá? Hoặc là môi trường gì ạ? Có những cái môi trường người ta không gọi là tự nhiên, mà môi trường như kiểu ở Israel chẳng hạn, thì toàn là sa mạc không, thì họ bắt buộc phải làm gì ạ? Không có cách nào khác, bắt buộc phải đẩy công nghệ vào thôi, không có cách nào khác, vì nó là sa mạc. Ok,
Thì đây là 6 cái yếu tố vĩ mô ném vào trong doanh nghiệp, ném vào cá nhân và ném vào một nền kinh tế của một quốc gia, nó sẽ bị ảnh hưởng hết. Các bạn hình dung ra chưa? Và không bịt được cái này thì đừng có nói mở doanh nghiệp làm gì cho mệt, đừng nói khách hàng làm gì cho nó mệt. Không bịt được cái này thì đi trước cái đã. Ok. Sau khi chúng ta đỡ được 6 cái yếu tố vĩ mô này rồi, chúng ta sẽ sang một cái phần, đấy là phần các cái yếu tố vi mô. Cái này thì nó tác động lớn nhưng mà gì ạ? Nó sẽ không trực tiếp. Đây là các cái yếu tố người ta gọi là tác động gì ạ? Gián tiếp. Còn các yếu tố vi mô thì người ta gọi là yếu tố tác động trực tiếp.